cho anh được yêu nàng, tình yêu dành riêng cho người. Em xinh tươi như đóa hồng, dịu dàng trao anh nụ cười. Cho anh nghe sao xuyên lòng, ngập tràn yêu thương về em. Mong bên anh yêu tháng ngày, được bình yên đến muôn đời. Tiếng hát xôn xao bước em qua như mây về
chờ em. Người yêu ơi, người yêu ơi, người yêu ơi, ta mới yêu. Người yêu ơi, người yêu ơi, người yêu ơi, ta mới yêu. Như bao yêu dấu cho nhau, từng ngày tình ta xanh mãi, cho ta yêu nhau suốt đời. Người yêu ơi, người yêu ơi, người yêu ơi, ta mới yêu. Người yêu ơi, người yêu ơi, người yêu ơi, ta mới yêu. Hãy bước đến bên nhau, cho ta quên niềm đau.
đúng là chầu này chầu tính chầu tình, chầu Loan chầu Phượng, chầu mình lấy anh, chầu này tên tối hôm qua, hôm nay lại đỏ môi ai ăn chầu, em về mệt lẽ làm dâu, anh sang làm rể nhịp cầu bắt qua, cũng là để bắt nhịp cầu thông xa ngày hôm nay. Lời đầu tiên vâng đứng chầu đoạn đầu câu chuyện, đầu câu chuyện hôm nay chúng tôi xin được nhường lời cho vị đại biểu đại diện họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến để dâng lễ xin đón cô dâu ngày hôm nay ạ. Xin kính thưa ông quý bà và tất cả mọi người trong gia đình họ nhà gái và các từng vị tên quý khách, tôi trước hết đại diện cho họ nhà trai cách cảm nhận chúng tôi được hôm nay là được sự đón tiếp thi tình của họ nhà cha nhà gái đã đón tiếp nhà trai chúng tôi đến lễ xin hôn để rước cháu về, không biết có gì hơn chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và cũng là một đầu xuân mới, xin chúc mọi người bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý. Và thì Thiên Chúa nói đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Và được thánh ý Chúa xác định, hôm nay giữa hai gia đình, nhà ông Vượng và ông Tuyên, cho hai cháu Linh và cháu Mười tác thành. Và hôm nay họ ra gia đình chúng tôi theo sự thống nhất của hai bên gia đình, hai dòng họ, và đã từng qua từng bước một ăn hỏi, dạm hỏi lễ cưới. Và đến nay là chúng tôi có xin cơi trầu, xin gia đình, quý ông quý bà và gia đình, quý khách và cùng toàn thể gia đình nhỏ nhà gái, chúng tôi cơi trầu xin kính trước tổ tiên và xin được đón cháu về để làm dâu con trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Chị ơi đã phát biểu rồi, nhà gái không có đôi lời đổi trao. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ý kiến của vị đại biểu đại diện họ nhà gái, xin mời bác. Kính thưa hội, kính thưa các cụ, các bà, cùng toàn thể cô dì chú bác gần xa, bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu đã về dự buổi lễ phu phê của Mỹ Linh và Trần Mười. Còn tôi thay mặt các bạn nhà gái xin nhận lễ đón dâu của cháu. Và trước khi đón cháu về dưới nhà trai tổ chức cho cháu thì cũng xin mời nhà trai và các cháu vào để thắp hương thành kính tổ tiên, rồi đi đưa cháu về dưới hồi hôn nhà trai để tổ chức xin mời xin chân thành cảm ơn. Mà lần cuối cùng tôi xin chúc các cụ các ông các bà sang năm mới một sức khỏe mới và được nhiều hồng ân Thiên Chúa ban. Hồng ân xin chào các cụ và vâng, và ngay sau đây thì xin mời vị đại biểu đại diện họ nhà trai, vị đại biểu đại diện họ nhà gái sẽ làm vâng thủ tục của vâng trao và nhận lễ xin đón cô dâu ngày nay. Xin mời hai bác. Vâng, và đây là phần lễ xin đón cô dâu của đoàn đại biểu đại diện họ nhà trai ngày hôm nay ạ. Vâng, đã được đoàn đại biểu đại diện họ nhà trai đến với hôn trường cưới của quan viên họ nhà gái. Và ngay sau đây vâng phần lễ xin được đưa vào trong nhà để làm nghi lễ gia tiên. Vâng, giờ đây thì đúng em yêu ơi, giờ lành anh đã đến. Tuổi 20 em đẹp mắt môi duyên, anh đến đón em đúng như lời ước hẹn, cùng mẹ cha xính lễ tự hồng. Và giờ đây thì rể nâng hoa thắm trên tay, anh trao cho bạn đường đời trăm năm, rằng thuyền tình anh vững tay chèo lái, đến tơ duyên em trải nắng hồng. Đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây có cây xanh gợi ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người,
đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang suối reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này ơi xuôi mắt chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi chọn kiếp người, sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây cỏ cây xanh gợi ý tình, này đây gió mây nghe hồn ta sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang suối reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xuôi mắt chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi chọn kiếp người, ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Vâng, vào giờ này thì chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời, vâng, vị đại biểu đại diện Hoa Nhà Trai một lần nữa sẽ trở lên phía sân khấu ngày nay để có đôi lời phát biểu ý kiến để mời đoàn đại biểu đại diện Hoa Nhà Gái trở về bên nhà trai dự lễ thành hôn của duyên đôi bạn trẻ ngày nay ạ. Kính thưa các bên bà, các vị khách, kính thưa gia đình Hoa Nhà Gái, kính thưa hội hôn cùng toàn thể bạn bè nhà hàng. Trong cuộc sống trọng đại nhất là cái lúc giờ khắc này đây, anh Mười của gia đình Hoa Nhà Gái tôi chính thức là con gái của các cụ Hoa Nhà Gái này, và tới đây đưa cháu Linh về cũng là chính thức làm dâu con của họ chúng tôi. Trong khoảnh khắc này, thời gian đã điền mà một năm thì chọn được giờ và giờ tốt nhất, và cuộc chia tay nào cũng bị gì, nhưng trong cái vị định là trong niềm vui hạnh phúc của các cháu, tôi xin đại diện họ nhà trai xin phép gia đình Hội Nhà Gái cùng toàn thể các cô các bà và hội hôn cho phép chúng tôi được đón cháu Linh về hôn trường tại gia đình nhà trai để tổ chức lễ thành hôn trọng đại, chứng kiến cho hai cháu trong cái giờ khoảnh khắc để làm chồng làm vợ và làm cho con cái trong gia đình hai bên. Và chúng tôi cũng xin phép được đón cháu về và xin mời tất cả các quý ông các bà, các mọi nhà gái và nam lên anh em nam nữ và mọi người cùng về hội trường với họ nhà trai chúng tôi chung vui và dự cái lễ chứng kiến lễ thành hôn trọng đại cuộc đời của hai cháu với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Hân hoan một đàn em bé giữa mâm khăn hồng.
cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Trả lời hơn nữa, chắc chắn kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn thay cho tiếng pháo chúc mừng để cùng chờ đón sự ra mắt của chú rể và cô dâu. Xin mời hai em cùng đứng dậy để ra mắt cùng chào tới toàn thể quý vị.
Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể tình cảm của tất cả quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và trong ngày hôm nay, trong ngày trọng đại, ngày lễ đại hỷ, ngày lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, trong bầu không khí rất là trang trọng, lịch sự và ấm áp đến từ đại gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay, thì với sự hiện diện của tất cả quý vị ngay lúc này, thay lời cho gia đình trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng mời chầu, mời nước, mời thuốc, và cùng với ban tổ chức chúng tôi lần lượt đi vào câu chuyện tình yêu của cô dâu và chú rể, cũng như là để gửi gắm tình cảm, tấm chân tình nhất của toàn thể quý vị. Ngay lúc này thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta đã và đang có mặt tại hôn trường. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở lại với sân khấu để đăng ký với ban tổ chức chúng tôi những ca khúc, những giai điệu về tình yêu mà ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta cùng đang bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để trở về đây, thì hãy dành những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc phúc cho gia đình cũng như chúc phúc cho chú rể Văn Mười và cô dâu Mỹ Linh ạ. Để trở về với thư gian của gia đình để dành những tình cảm tuyệt vời nhất, những tấm chân tình tốt nhất, chúc phúc cho gia đình cũng như chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng một lần nữa mời chầu, mời nước, mời thuốc và cùng hòa chung với bầu không gian trong khán phòng hòa phúc của gia đình hoặc nhà trai chúng tôi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và đúng là ai mang bắt nhịp cầu duyên cho chàng bên ấy lại thương em bên này, để rồi anh về thưa với mẹ thầy chầu cay cao mặt sang đón em về làm dâu, và rồi mong rằng em về chưa dẻo nồi cơm, chưa canh thèm ngọt, cho nhà thêm vui, tình cảm thắm càng say mê công việc, nghĩa vợ chồng ta yêu đến trăm năm. Đó cũng chính là tình cảm, tâm tư và nguyện ước của chú rể Văn Mười cũng như cô dâu Mỹ Linh trong ngày hôm nay. Và để những ước mong, ước nguyện của chú rể và cô dâu của chúng ta trở thành hiện thực, thì một tiếng nói đến từ vị đại biểu đại diện phó đoàn gia đình họ nhà gái ngày hôm nay sẽ trở lên sân khấu để phát biểu trước tất cả quý vị, cũng như là sẽ có đôi lời chào dâu cho gia đình họ nhà trai. Xin được chào giới thiệu và kính mời bác. Lời đầu tiên cho tôi được phép xin cảm ơn tới các cụ ông, cụ bà và các vị tân khách gần xa, một lời chào kính trọng. Kính thưa quý ông, quý bà cùng toàn thể quý khách gần xa, đại diện cho nhà gái hôm nay, đoàn chúng tôi Liên Xoa Hoa của bộ gồm có ông trưởng tộc và các ông bà nội ngoại của cháu Linh, và các cô dì chú bác cũng đã về đây cùng với đưa cháu Linh về đây để làm dâu con ông bà ông Vượng và làm con cháu của các cô ông của bà ở bên này. Thưa quý cô, quý ông bà, anh chị em, thơ Châm Ngôn có một câu ca dao rất hay: chim khôn thì tiếng hát rảnh rang, trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng. Và đâu cũng là một lẽ. Chim khôn chọn nhánh chọn cành, gái ngoan chọn chốn hiền lành gửi thân.
Dạ vâng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng tôi rất tự hào và được hưởng phúc của tổ tiên mà cháu Linh được về đây làm dâu con ông bà Hồng Vượng và làm dâu con các cụ ông của bà. Chúng tôi rất hạnh phúc và đó là cũng là một hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Và trên đường chúng tôi về đây, khi đặt chân tới nhà gái, chúng tôi cảm nhận rằng một tình cảm rất sâu sắc mà họ nhà trai đã dành cho chúng tôi. Và thưa quý vị, chắc rằng thời gian của hai bên nội cũng như bên ngoài, bên trai cũng như bên gái còn rất là nhiều, nhưng trước cái trang trọng này và cái linh thiêng này, tôi muốn nhắc cho hai cháu một câu rằng: trai khôn rể khôn, rể ngoan thì nên trai, mà dâu hiền thì nên gái. Và thật là hai nhà giao ước vượng tiên, bo đông lạc thủy trở thành không gian. Chúc cho hai họ một nhà ngàn năm bền vững. Muôn đời thủy chung. Và sau đây tôi cũng có một vài lời thơ, mượn lời thơ để chúc cho hai cháu. Mời bà Linh. Hãy yêu nhau cho long trời lở đất, hãy cất cao tiếng hát yêu đời, để chứng minh một tình yêu chung thủy, yêu mặn nồng của thế kỷ phong phai. Xin chân thành cảm ơn. Đó cũng chính là tất cả tâm tư, tình cảm và mong muốn của vị đại diện cho gia đình họ nhà gái, đã thay mặt cho gia đình họ nhà gái gửi tâm tư tình cảm tới gia đình họ nhà trai. Và để đáp lại thiện tình cũng như tình cảm từ phía gia đình họ nhà gái, trân trọng kính mời lên sân khấu đôi lời đáp từ và nhận dâu đến từ vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà và toàn thể hội hồn, lời đầu tiên tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn bước sang năm mới có một sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng. Thay mặt họ nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn lời phát biểu chân tình và đầy trách nhiệm mà ông đại diện họ nhà gái vừa phát biểu. Một lần nữa, thay mặt toàn thể họ nhà trai xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và bạn bè nam nữ đã dành thời giờ và ngọc của mình để đưa cháu Linh về với nội tộc chúng tôi. Hai cháu Mười và Linh đã gặp nhau, quen biết nhau, yêu thương nhau, có quãng thời gian tìm hiểu nhau để đi đến cuộc hôn nhân này. Họ nhà trai chúng tôi rất vui mừng vì được thêm dâu mới, có thêm một người con, người cháu trong gia đình. Chúng tôi sẽ vun vén hạnh phúc cho hai cháu, cũng mong các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái yêu quý cháu và chỉ bảo cháu Người nhà chúng tôi. Dâu hiền như con gái, rể hiền như con trai. Sau đây xin mời toàn thể hội hôn chúng ta ăn trầu, uống nước, ca hát để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tôi xin nhường lời lại cho ban tổ chức để buổi lễ thành hôn được tiếp tục. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, có thể nói sự mộc mạc, sự chân thành thì bao giờ cũng là món quà vô giá nhất. Và ngày hôm nay thì với những lời thật ngắn gọn, nhưng mà bác cũng đã chọn từng từ, bác cũng đã chọn từng câu. Trước là bác ngắn rể mừng sâu, sâu là bác cũng có đôi câu để chúc mừng.
Và một điều đặc biệt nữa, đó chính là bác sĩ thay mặt cho phái đoàn gia đình Hạng Nhà Trai xin được trân trọng cảm ơn tới tấm lòng cùng tình cảm của phái đoàn gia đình Hạng Nhà Gái. Dạ vâng, nói tình thương quý vị, và để tiếp nối chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay cũng là để thay đổi một chút bầu không khí tại khán phòng, xin chào kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng mời chầu, mời nước, mời thuốc và cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Kim Oanh. Đây là một giọng ca đến từ đại gia đình Hạng Nhà Trai ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời chị lên sân khấu. Và trong không khí vui tươi và rộn ràng của những ngày tháng cuối năm thì đại gia đình được đón thêm một nàng dâu mới. Từ nay chị Mỹ Linh sẽ là vợ của anh Trần Mười và là dâu của một người giống họ. Và để chúc phúc cho anh chị thì em xin được gửi đến ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân, mời mọi người cùng lắng nghe ạ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn giọng ca của Kim Oanh ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngay lúc này trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng mời chầu, mời nước, mời thuốc. Và để tiếp theo chương trình lễ tình hôn, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em cùng tiến đến phía trung tâm sân khấu đi ạ. Thank you.
xin mời bố mẹ sinh thành ra chú rể cùng trở lại với sân khấu để ra mắt, mời chào cũng như là cảm tạ tới toàn thể quý vị. Xin mời bố mẹ chú rể ạ. Và xin trân trọng kính mời về phía chủ hộ gia đình họ nhà gái. Xin mời các đại diện cho gia đình họ nhà gái. Kính theo đó là một vị đại diện thay mặt cho mẹ của cô dâu sẽ lên ra mắt tới toàn thể quý vị. Người cha, người mẹ luôn luôn mong muốn cho con của mình được hạnh phúc, muốn trao cho con, trao cả sự nghiệp, trao cả cuộc đời. Và để được lên sân khấu đầu tiên, đó chính là phần quà đến từ người mẹ sinh thành ra chú rể, sẽ có món quà nhỏ trao tặng tới cho con dâu trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.
Tôi kính thưa quý vị, đúng là khi khắp thế gian không ai biết bằng mẹ, vậy mà cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần Tảo sớm hôm mẹ nuôi con không lớn, mắc cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Còn mẹ theo mẹ của riêng em, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, nhưng em hứa sẽ ở mẹ suốt đời anh ơi. Và ngày hôm nay thì với tấm lòng của người cha người mẹ, có một số vốn nho nhỏ để từ số vốn này mong rằng hai con sẽ sinh sôi nảy nở ra gấp rất nhiều lần số vốn tiếp theo để phục vụ cuộc sống cho vợ chồng cùng con cái trong tương lai. Và xin mời bố sẽ có một số vốn riêng nữa. Bà nội, bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác đại diện cho gia đình. Ngày hôm nay ngoài những món quà về vật chất thì những món quà về tinh thần, về tình cảm của toàn thể quý vị cũng đã là món quà vô giá nhất để dành tặng cho chú rể và cô dâu, cũng như là dành tặng cho đôi bên gia đình chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Và một lần nữa, thay lời cho những người thực hiện chương trình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục mời chầu, mời nước và mời một trang tất cả lần nữa để chúc mừng cho hạnh phúc của hai bên. Và ngay lúc này trân trọng kính mời lên sân khấu giọng ca của nam ca sĩ Quang Hạ Ngạc phải không ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời anh. Lần đầu tiên cho Hoàng Hạnh để đấy tập thể hồi hôn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Để mừng phúc cho Văn Mười và Mỹ Linh thì Hoàng Hạnh sẽ gửi đấy tập thể hồi hôn và hát mãi mãi từ Lan Trường. Xin mời quý vị và các bạn cùng thức giọng. Đời bao buồn vui
thưa quý vị, một ca khúc rất là tuyệt vời đến từ anh ca sĩ Sơn Hành. Xin chào kính mời lên sân khấu giọng ca đại diện cho gia đình họ nhà gái, ca sĩ Thu Hương. Hôm nay là ngày vui của ba anh em là xin có ca hát tặng được hai em là hát cảm ơn tình yêu. Tình anh đã trao em rồi, cuộc đời thật
cuộc đời còn buồn phiền nhiều, em luôn có anh, ta luôn có nhau mãi mãi. Em ơi sát vai với nhau, cùng đi hết bao đau buồn. Tương lai vẫn luôn sáng tươi, vẫn mong chờ đôi ta. Em yêu ơi, dù còn nhiều trong gái ta yêu nhau yêu mãi. Thank you.